À, bà Vượng Mai, chiếc nhà bông, xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em về được tầm khoảng 500 cây giảo siêu nụ với là cái chậu, quán chậu 2 tấc nha cả nhà. Thì cây này chúng ta để chơi Tết và làm giống thì rất là ok. Đặc biệt cái giảo siêu nụ Tết thì nó cho hoa rất là nhiều nha. Đặc biệt là gọi là siêu bông luôn á. Thì cái cây này nó cái tán thông rất là đẹp luôn. Đó, tán thông rất là đẹp luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Cây cao thì tầm khoảng 2 gang tay của em thì khoảng 3 tấc rưỡi trở lên ha. Thì cái lô này em bán với giá là 250.000 một cây. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn và em chỉ ship một cây là em đã ship rồi nha cả nhà. Cho nên là mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Em phải nói là cái lô này rất là đẹp luôn nha. Mọi người hãy nhanh tay chọn cho mình một hai cây ha. Đây, cây nó rất là nhặt mắt nha cả nhà. Cây nó mập lũ nù luôn á. Cái rễ thì nói chung cây nào cũng có xử lý đế hết nha. Đây, em quay cho cả nhà xem. Đó, cái tán nó xum xuê như thế này. Chỉ 250.000 một cây thôi. Vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, em tới đây em sẽ kéo thêm một số cây cho cả nhà xem ha. Đây, rất là xum xuê luôn nha. Đó, cả nhà thấy cây rất là đẹp luôn. Cái lô này rất là đẹp, đặc biệt là cây nào nó cũng như cây đó hết nha. Cây cao khoảng 3 tấc rưỡi trở lên luôn. Rồi, em sẽ đi qua cánh bên đây nha. Rồi, đây. Cây nào cũng được xử lý đá hết nha cả nhà. Đó, đây là giảo siêu nụ nha. Đây, đang chuẩn bị đâm chồi non đây. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, đây, em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Rồi, 250.000 một cây, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Ai thích thì liên hệ bên Vườn Mai Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Cây rất là xum xuê luôn nha. Chơi Tết rất là ok luôn. Rồi đây. Đó, cả nhà thấy không? Cây nào cũng như cây đó nha. Bởi vì em đã tuyển trong vườn hết rồi ha. Còn các cây nó nhỏ thì em để lại mai mốt lớn mới bán tiếp nha. Đó, cả nhà thấy không? Rồi, mong được sự ủng hộ của cả nhà nha.